Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đã cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay thì người ta nói về cái chết cận kề dành cho Zelensky sau câu chuyện Bakhmut, cũng như là sự thất bại toàn diện của tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ khi cố gắng leo thang xung đột ở tại Ukraine và hỗ trợ cho Ukraine để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động nơi đây đã hơn một năm rồi. Sau hơn một năm, những sự cố gắng của tập thể phương Tây và sự hô hào của chính quyền ông Zelensky nó cũng chưa đưa chiến dịch đi tới đâu cả, mà chỉ đang nghiền nát tất cả những gì là cơ sở vật chất của đất nước Ukraine và sự tổn thất rất lớn của dân thường Ukraine. Nhưng phương Tây họ đâu quan tâm tới sự mất mát đối với nhân dân Ukraine đâu. Họ chỉ quan tâm tới trong các kế hoạch hỗ trợ, viện trợ của phương Tây cho Ukraine đấy đã tạo ra được kết quả gì hay chưa. Nhưng mà sau hơn một năm thì rõ ràng là chưa tạo kết quả gì cả. Thì người ta nói về cái chết cận kề, tình báo viên tiết lộ điều gì xảy ra với ông Zelensky sau kịch bản của Bakhmut. Mong muốn nắm giữ quyền lực và tiếp tục xung đột với Nga của Tổng thống Ukraine Zelensky làm tăng nguy cơ tử vong của ông ta mỗi một ngày. Sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ ông Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí. Ông Ritter dự đoán rằng trong mùa hè này Ukraine sẽ thất bại thảm hại. Chỉ cần cuộc phản công xảy ra thì lời nói của ông Ritter này sẽ trở thành hiện thực. Còn cuộc phản công không xảy ra thì Ukraine sẽ nằm trong tình trạng là nguyên liệu tiêu hao ngày càng lớn và nằm trong thế bất lực khi mà Liên bang Nga quyết định tổng tiến công. Nó còn phụ thuộc vào cái thỏa thuận ngũ cốc, hành lang ngũ cốc ở Biển Đen nữa. Vào ngày 18 tháng 5 này là kết thúc đấy. Ông ấy càng tại vị lâu thì nỗi nghi ngờ chuyển cái chết của ông ta gần cận kề là càng ít. Nếu không từ chức càng sớm càng tốt thì ông ta sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Phái quân đội hoặc là Maidan mới sẽ loại bỏ ông ta ra khỏi chính trường và sẽ là một cái chết treo cổ cho ông ta. Sự nổi tiếng của ông ta đang giảm mạnh, mức độ tham nhũng ngày càng lớn, còn sự bất mãn của dân chúng ngày càng tăng là một sự thật ở tại Ukraine ngày hôm nay. Trong ngày 2 tháng 5 vừa qua, những thước phim diệt chủng, thảm sát, giết hại dân thường vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 trong cái mạng Maidan đấy, nó lại được công chiếu lại một lần nữa. Nó thấy sự dã man và tàn bạo của chính quyền Ukraine đàn áp dân thường, tiêu diệt bất kể ai, đi ngược lại quyền lợi của Mỹ. Vì cách mạng Maidan là Mỹ hậu thuẫn, chứ làm sao xảy ra được một cái cuộc cách mạng màu quy mô lớn như vậy được. Ông Ritter đã trả lời như vậy đối với câu hỏi liệu người dân Ukraine có nổi dậy chống lại Zelensky, người đang đưa một số lượng lớn tân binh nhập ngũ tới nơi cầm chắc cái chết ở Bakhmut hay được không. Bakhmut tên Bakhmut ấy, nằm ở phía bắc ở cái thành phố là Golovka. Đây là một đầu mối giao thông quan trọng. Nơi đây được coi là địa chính trị chiến lược, nút giao thông để chuyển giao hỗ trợ khí tài cho binh sĩ Ukraine ở ngoài mặt trận Donbass. Và ở địa điểm, ở vùng chiến sự này nó đang là một cái chảo lửa tiêu hao nhiều về nguồn nhân lực cũng như là khí tài mà phương Tây hỗ trợ. Và cái chết cận kề của ông Zelensky nó sẽ được quyết định bởi mặt trận này. Khi mà những binh sĩ Ukraine ở ngoài chiến tuyến, đầu chiến tuyến đấy, họ cảm thấy rằng họ đang bị bỏ rơi, họ đang bị phản bội. Vì số lượng khí tài mà phương Tây viện trợ, họ hoàn toàn không nhìn thấy nó. Các binh sĩ chiến đấu ở ngoài chiến trường luôn trong tình trạng thiếu đạn dược, thiếu khí tài tương xứng. Trong khi đó, vấn đề của Đức cũng đang quan tâm tới cái an ninh cho chính mình và cũng quan tâm tới cái mối quan hệ giữa Đức và Nga hậu chiến sự Ukraine đấy. Thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Đức sẽ đảm bảo là vũ khí cung cấp cho Kiev không được sử dụng để tấn công lãnh thổ của Nga. Nhưng mà khí tài chuyển giao cho Ukraine thì chúng ta cũng biết là phương Tây không thể nào kiểm soát được tiểu đoàn Arop sẽ dùng nó như thế nào. Cho nên cách tốt nhất là chuyển giao cho Ukraine là những khí tài có tầm bắn 80 cây quay đầu. Không được cung cấp cho Ukraine những vũ khí có tầm bắn trên 100 cây đến vài trăm cây.
Đây là cách tốt nhất để kiểm soát khí tài của mình, không bị lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để phá hoại lãnh thổ của Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam đoan với người dân nước mình rằng trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức sẽ tránh các bước đi đơn phương và theo dõi để đảm bảo rằng vũ khí đó không được sử dụng để tấn công sang lãnh thổ của Nga. Thủ tướng liệt kê viện trợ quân sự trước đó của Berlin đã cung cấp cho Kiev, nhấn mạnh rằng là quyết định viện trợ của Đức luôn đi kèm một điều kiện, không có bất kỳ bước đi đơn phương nào, nhưng luôn luôn có sự thỏa thuận với các đối tác khác. Và sau này cũng sẽ là như vậy. Điều đó luôn gắn liền với một điều kiện hết sức quan trọng đối với chúng tôi, đó là những vũ khí mà chúng tôi cung cấp để Ukraine có thể tự vệ chứ không phải sử dụng để tấn công sang lãnh thổ của Nga. Thủ tướng Olaf Scholz chia sẻ. Ông Olaf Scholz nói thêm rằng là điều này rất quan trọng đối với các quyết định cần được đưa ra hàng ngày. Đó là điều kiện để chúng tôi hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời cũng làm tất cả để đảm bảo viện trợ ấy không dẫn đến leo thang chiến tranh giữa Nga và NATO. Chúng tôi đang hành động như vậy và tiếp tục làm đúng như vậy trong tương lai. Trong khi bản thân Ukraine rất cần tên lửa tầm xa, vũ khí tầm xa và những chiến đấu cơ nữa. Nhưng mà những thứ đấy nó đều đe dọa về leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO và kích hoạt thế chiến thứ ba, là hành động vượt qua tất cả lằn ranh đỏ khiêu khích đến từ phương Tây đối với lại Liên bang Nga. Đây cũng là một bước tiến hỗ trợ khó khăn của tập thể phương Tây. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, phương Tây đã vượt qua nhiều lằn ranh đỏ, nhưng mà những lằn ranh đỏ nguy hiểm nhất thì phương Tây chưa vượt qua được. Một cái điểm nữa ở Pháp cũng đang rung lên một hồi chuông cảnh báo về sự tùy tiện hết chỗ nói. Pháp gióng lên hồi chuông cảnh báo trước mối đe dọa từ Ukraine. Tội phạm gia tăng không kiểm soát đã gia tăng ở châu Âu vì Ukraine, khi mà ma túy và vũ khí được buôn lậu vào châu Âu từ đó, nhà bình luận người Pháp viết trong một bài báo. Chúng tôi rơi vào tình huống này 7 tháng sau đó này, và như dự đoán thì Tây Âu gần như là người hưởng lợi duy nhất từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp này. Ở tại Pháp trong ngày 1 tháng 5 đã diễn ra một cuộc biểu tình quy mô rất lớn, nhưng là biểu tình đốt phá. Hàng trăm cảnh sát đã bị thương vong, nhiều dân thường bị bắt trong cái cuộc biểu tình đấy. Và ở châu Âu thì chưa dừng lại về cái tình trạng biểu tình diễn ra ở trên các đường phố lớn của nhiều quốc gia châu Âu. Ông lưu ý rằng là khi Ukraine nhận được thiết bị hiện đại của phương Tây như AK-47 đang được cất giấu để sau này mang bán lại. Ông cũng nhấn mạnh rằng là bọn tội phạm đang sử dụng hàng triệu người tị nạn để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ nước Cộng hòa Hậu Xô Viết. Dân tị nạn hiện đang tràn ngập lục địa và gia tăng tội phạm hóa, không kiểm soát được ở tại Đông Âu và Nam Âu. Tiến trình này đang bị quân đội và giới truyền thông phớt lờ. Nó sẽ kéo dài và gây nguy hiểm. Các chiến lược gia của Washington ít quan tâm đến vấn đề trên. Điều này sẽ khiến cho các nhà lãnh đạo của châu Âu lo lắng nhiều hơn, bởi vì tất cả tình trạng hỗn loạn này sẽ vẫn là một vấn đề lớn của họ. Những gì đang thiệt hại ở tại châu Âu là những gì mà bản thân Mỹ cũng đang rất cần để làm cho châu Âu bị suy yếu hoàn toàn, và vết rạn nứt giữa Nga và châu Âu ngày càng được khoét sâu hơn nữa bằng cách tăng viện trợ cho Ukraine và hưởng lợi một số quốc gia Tây Âu, và đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh sẽ là những nơi mà được hưởng lợi. Và Ukraine vẫn là một nguyên liệu tiêu hao mà Hoa Kỳ đang sử dụng là con tốt thí. Sự chờ đợi của nước Mỹ trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã và đang không đạt được như mong muốn của mình đề ra. Ngày hôm nay ở Mỹ, người ta so sánh về tình hình kinh tế của Nga, EU và Ukraine. Châu Âu đang gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine, nền kinh tế Ukraine gặp khó khăn. Trong khi ở Nga mọi việc tốt hơn nhiều, một nhà bình luận chia sẻ với lại Forbes. Nền kinh tế Nga có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, phần lớn là nhờ các thị trường mới nổi như là Ấn Độ, Trung Quốc, đang phớt lờ về các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo số liệu của IMF, tốc độ tăng trưởng của Nga vào năm 2023 sẽ cao hơn cả Đức, Anh, nơi suy thoái sẽ là 0,3%. Và nền kinh tế của Nga sẽ tăng trưởng trở lại.
Tác giả bài báo lưu ý rằng là suy thoái kinh tế ở châu Âu có liên quan đến hậu quả của cuộc xung đột Ukraine như giá năng lượng, lương thực tăng cao, vấn nạn người di cư và lạm phát gia tăng là những vấn đề chính mà châu Âu đang phải đối phó về hậu quả của an ninh xã hội. Chiến sự ở Ukraine theo thời gian chỉ khoét sâu thêm tình trạng chia rẽ đó vì Tổng thống Pháp Macron này đã đứng về phía Trung Quốc khi mà kêu gọi đàm phán hòa bình, đổi lại với Mỹ và Đức là những nước đang gửi xe tăng đến Ukraine. Đây là những dòng lưu luận và tư tưởng trái chiều nhau của tập thể đồng minh phương Tây. Ông cũng lưu ý rằng tốc độ sụt giảm GDP của Ukraine vào năm 2022 lên tới 29,1%. Năm nay tốc độ đó sẽ giảm 3%. Đây có vẻ là một dự báo cực kỳ lạc quan trong bối cảnh xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn. Vào tháng 1 năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng đến 10,6%. Năm 2022, tỷ lệ lạm phát trung bình là 30%. Mặc dù vào tháng 3 năm 2023 giảm xuống còn 21%, nhà quan sát nêu về số liệu cụ thể. Nhưng tình trạng kinh tế của Ukraine không có cơ hội để phục hồi mà tiếp tục bị phá hoại và suy thoái, trong khi nền kinh tế của Nga đang được phục hồi. Mọi việc ở Nga tốt hơn nhiều so với Ukraine, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông cho biết là mọi người đều trông đợi cuộc xung đột Ukraine sẽ khiến Nga phải trả giá đắt, nhưng ông lại cho rằng chính châu Âu mới là đối tượng phải trả giá đắt nhất, chứ không phải là Liên bang Nga. Chiến sự càng kéo dài thì châu Âu càng chật vật, có vẻ như châu Âu chẳng thể làm được gì nhiều trong tình hình đó, ngoài những lời hô hào tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ cho Ukraine nhằm chống lại Nga để phục vụ cho quyền lợi của Nhà Trắng. Vậy thì các quan chức của châu Âu, họ ngày càng thể hiện không còn quan tâm quyền lợi của nhân dân mình, mà họ buộc phải thực hiện theo mệnh lệnh của Nhà Trắng, nếu không họ sẽ được ăn kẹo đồng một cách đó là bất thường. Đây là một cái người ta gọi là tình thế khó khăn của tập thể phương Tây khi đang lên kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine thực hiện một đòn tấn công bất ngờ vào Liên bang Nga. Trong khi đó thì cựu điệp viên Mỹ bình luận về cuộc điều tra của nhà báo Hearst. Cuộc điều tra của nhà báo Mỹ về các vụ dòng chảy phương Bắc là một sự thật bất tiện và do đó bị phương Tây phân nở. Ông Ritter, cựu thanh tra Liên Hợp Quốc giám sát việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Iraq, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến của Mỹ cho biết việc này. Hoa Kỳ hoàn toàn không muốn khơi dậy lại về cái vụ nổ dòng chảy phương Bắc, vì đây được coi là một trong hành động thành công nhất của nước Mỹ để chia rẽ châu Âu với lại Liên bang Nga và đặc biệt là Đức, để lôi kéo Đức buộc phải nghe theo Hoa Kỳ và ủng hộ cho Ukraine. Và kể từ khi dòng chảy phương Bắc bị phá hỏng thì Đức đã thể hiện rõ thay đổi lập trường để viện trợ vũ trang sát thương cho Ukraine. Hớt là một người bạn tốt của tôi đã biết anh ấy 25 năm. Tôi tin tưởng mọi thứ anh ấy viết, đó là một sự thật bất tiện, vì vậy nó bị bỏ qua, Ritter nói với các phóng viên về việc này. Ritter, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc và hiện là một chuyên gia quân sự độc lập, đã chia sẻ về những việc này liên quan đến Nga và Ukraine, về chiến sự và mưu đồ của Hoa Kỳ muốn đánh bại Nga trên chiến trường để phục vụ quyền bá chủ của mình. Sau 30 năm của thế giới đơn cực thì bây giờ nó đang mở ra một thời kỳ thế giới đa cực. Không dễ gì để thế giới đánh mất cái cơ hội. Khi mà thế giới đã đoàn kết thì không gian đơn cực không còn cơ hội để trỗi dậy được nữa, mà chỉ càng ngày càng suy yếu. Còn Nga đang thể hiện càng ngày càng đứng vững. Đứng vững không chỉ là kinh tế của Nga, mà đứng vững trên vũ đài quốc tế, gây dựng sự ảnh hưởng và phát triển thị trường mới. Trong khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sử dụng nắm đấm, hăm dọa, tống tiền, nắn gân quốc gia khác nhằm lôi kéo lực lượng để bùa vây cấm vận Nga, nhằm lôi kéo lực lượng để lên án Nga trên vũ đài quốc tế, để hạ bệ uy tín của Liên bang Nga. Con đường đó, các quốc gia đều nhận thấy nếu như Nga bị đánh gục, Nga bị thất bại, Nga bị hạ bệ, thì nó là kết quả cho phần còn lại của thế giới.
sẽ có kết quả tương tự như vậy, không có tốt đẹp hơn. Sau hơn 14 tháng, người ta không còn nhìn thấy cái triển vọng cho tập thể phương Tây dùng quân bài Ukraine, dùng quân tốt thí Ukraine có thể làm suy yếu được Nga. Mà chính tập thể phương Tây vẫn cứ loay hoay trong cái ma trận mà Liên bang Nga đã đặt ra. Từ địa chính trị ngoại giao đến kinh tế, đến chiến lược quân sự, vũ khí kỹ thuật, thì phương Tây cũng vẫn loay hoay trong cái ma trận mà Nga đặt ra trước đó. Chứ không phải bản thân Nga phải loay hoay, mà chính phương Tây loay hoay. Liệu rằng G7 có đưa ra một kịch bản cuối cùng là dừng xuất khẩu hầu hết các mặt hàng sang Nga hay không? Liệu có dám làm điều đó hay không? Nếu con đường đó xảy ra là sự thất bại toàn diện của tập thể phương Tây, là một sự thất bại toàn diện, không còn cái cơ hội nào để quay trở lại với thời kỳ thịnh vượng nữa, mà nó còn chỉ còn cái thời kỳ là sụt giảm và mất mát hoàn toàn dành cho Mỹ và đồng minh chư hầu. Kịch bản ở tại Đông Bắc Á, châu Á, Thái Bình Dương, vị trí của Hoa Kỳ vẫn đang dương cao cái nấm đấm của mình, chứ chưa thực hiện được hình ảnh và ảnh hưởng của mình ở trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Vấn đề của đồng minh nhìn vào bài học Ukraine. Vậy thì người ta nhìn vào bài học Ukraine, người ta đủ biết rằng nước xa chả thể cứu được lửa gần. Khi sông núi gần nhau như Ukraine còn chưa làm nên cơm cháo gì, nói chi là những quốc gia ở xa đòi đi đứng cùng với Mỹ để kìm chế Trung Quốc và chống lại Nga, nó không thể thực hiện điều đấy. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.